Rồi bây giờ vị nào mà hay quên lên đây tôi chỉ cho. Còn bài chó vị nào quên cái bác nào mà bỏ quên chìa khóa trong bác sĩ vừa qua đó cứ ngồi đi chị tập cái đó, tập cái thẳng trước. Tập cái thẳng trước rồi tập cái vô hướng sau, rồi sau đó chỉ quyền phan huynh mà con rắn trước đi. Dạ thưa thầy, khi con làm thì con thấy làm như nó tiêu quá luôn đó thầy. Đúng rồi, cái nhức bụng quá dữ lắm. Xuôi cái tay lại, hai cái chân lên đạp lại chứ sai tại đó. Chưa có trúng, hai cái tay nằm sắp xuống, nửa nằm sát cái tay, đó. Cái tay giống như nhỏ vậy nè. Rồi để cái cầm cho đỡ mỏi. Rồi, lên đi. Lên bằng cành cổ. Cho phải khi nào lên không nổi nữa, cúi xuống. Thở ra. Rồi, lên không nổi nữa, cúi xuống, thở ra. Lên không nổi nữa. Rồi bây giờ sáu bảy ba chiêu được rồi, mình là dân thiện rồi, bây giờ mình làm vỗ gối. Tôi chỉ cho cái đường đi quên vỗ gối đi, quên ngồi lên trên mình vỗ gối, tức là cái thói quen buổi sáng mình thức dậy đó, làm như vậy đó, tối trước khi đi ngủ cũng vậy đó. Rồi lên ngồi cũng tập vỗ gối đi, không cần lắm đó, thoải mái đưa lên thẳng, chưa thẳng nữa, lên nữa, khi nào lên thẳng hết từ đỉnh đầu đó rồi mới cúi xuống, lỏng tay, nắm tay, quay chéo, đẩy ngược lên, buông xuống, vỗ ra, đó, hai chân đang vậy, vỗ mạnh mà chưa, đừng có gồng quá, tay thẳng thôi chứ không có gồng nó mau mỏi lắm, rồi lỏng tay, đó, nắm tay, quay ra sau, rồi lên, đưa xuống, lỏng xuống. Mạnh quá chứ, yếu đấy. Yếu quá, chưa sáng. Hết tù hết nhiều. Lên nữa. Lỏng tay xuống. Nắm tay xuống. Quay lại. Gần quá. Đẩy. Rồi, đẩy người đó. Rồi, đẩy. Thả lỏng lên, nó lỏng lên chứ đừng có cứ lồng vậy. Gồng nó cứ thả lỏng lên. Lỏng lên. Sai chi vậy ha. Mình càng gồng cứng như nào nó cứ khí như cũng được. Rồi làm lại. Chụp vô đúng cái tròn cái đầu thôi. Không có dựa, không có lưng ghế phải không? Thả lỏng nhẹ thôi. Đúng là không có tựa vậy. Từ như đi nhanh quá. Ông cứ nhắc chặt cái tay, cứ nhắc tay cứng quá. Đó nè, lên quét lên xíu rồi chứ có hết vậy thôi. Đó, lên. Đó. Hoàn toàn có thư giãn và là thư giãn. Quay lại, đó. Vỗ xuống sẽ dài hiệu vậy. Vỗ xuống sẽ dài hiệu vậy. Hai cái tay, hai ngón này đi đây, hai ngón này đi đây. Đập như vậy, quấn về tôi sai rồi là tôi làm cái cung cứng đó, lỏng xuống, thở, lỏng, đầy thở rồi nắm tay quay, đó, đẩy thẳng lên, buông xuống, vỗ ra, thở ra, thở, rồi đang làm cho ba cái để cho bồi phát đi, rồi tôi chỉ cho cái này quên, thì lãnh là tiếp tục nữa, đừng gồng, đó, gồng là cái quên đó, đó, quên là gồng là quên rồi, đó. Tôi cũng có một đại đệ tử không cũng hay quên lắm á, bữa nào cho quên vợ nghe không? Đó, lên nữa, lỏng lại, rồi, nắm tay, đẩy thẳng là buông xuống, vỗ là, ok, giả dạ, sử rồi đó, khi nào quên lần cái chốt này coi mềm cơ không là tôi quyết định. Đó, rồi, bây giờ dở chân lên. Dở chân này gác lên. Chân nào cũng được á. Đã, thoải mái. Mình làm cho mình á. Thẳng cái lưng chút. Vì khi mình lên nó quên được nó ngửa.
cái này mình thổi ra chút đi, thổi đá lúc này ha. Bây giờ trà từ đây vô đây nha. Chân mình này. Đó, nắm chưa? Vuốt từ ngoài này vô ha. Vuốt này vô này ha. Để tôi làm nha. Để tôi làm trước nha. Vuốt từ đây vô này, vuốt về ha. Theo cái đường ranh giữa hai màu da sáng và tối này ha. Một, hai, ba, bảy, rồi rút ra để vậy rồi. Để sao của trước vô đường đó. Trước từ ngoài vô đó, rút lên. Cho cái thịt này nè, cái cục xương của này nè, nó nằm trên này. Chứ đừng cho cái tiếp nhiều khi đó, nó trúng cái móng nó tầy. Nếu mình làm nó quen nó sẽ tầy, rước vậy đó. Còn nếu mình làm chưa được, nó nắm về nó kéo. Đó, kéo vô. Không cần chuẩn xác trên cái lai đó lắm, tự nhiên thấy nó bực bệnh chỗ nào là mình đặt nó vô, nó sẽ chạy về đó thôi. Đó, miễn cái hướng của mình đi là vậy, không cần gồng, rước một cách tự nhiên. Nước dài một cách tự nhiên giống như là mình kỳ đắc vậy đó. Để ý chỗ nào ra đó thì cứ vuốt cho nó 7 lần vậy thôi, đừng có đè mạnh quá. Rồi đậu chân qua bên kia, khi mình vuốt trúng rồi đó là mình vuốt tiếp tục trên cái điểm đau nó 7 lần, chứ đừng có gồng. Mình gồng nó thầy á, nó vuốt vậy đó. À. Bên đó đau phải không? Bên này có. Bên này đau? Dạ. Bên nào đau chọn một? Bên này đau. Bên này đau thì chọn bên đó trước, bên đó 7 lần lại lần nữa. Mà đừng có đè mạnh. Nhớ đè mạnh là mình không có xác định được quyền. Chỉ có đụng nhẹ thôi mà nó đau tức là kết quả. Rồi. Ok. Rồi Quynh bỏ chân xuống nè. Rồi. Bây giờ Quynh tập lại cái thế vô gối trực phạt ngồi thẳng Quynh. Rồi. Cứ lên một cách tự nhiên luôn, vậy thôi, lên luôn, không có dừng, tới nó lên luôn. Rồi, rồi chưa? Rồi, rồi, rồi Quynh ngó tôi nha, Quynh ngó tôi ha, Quynh làm về thử coi nè. Tạo dỗ thử nè. Rồi, bây giờ dây ha, giờ chéo ha, chắc chéo không nổi. Thế ra đi dưới đó, bây giờ nè, rồi chưa? Rồi. Vỗ tay hai tay ra sau lưng rồi đó, mỗi ngày giờ tập vậy đó. Rồi Quynh ngồi xuống, Quynh tập lại thử với cơ Quynh mềm hơn không? Không á, tập ra về vỗ gối, nó thấy vỗ gối này giơ tay lên á. Sao tự nhiên tới đó dừng chi vậy? Cứ đưa cái tay từ dưới một cách lên một cách từ từ, rồi đưa nhẹ nhàng lên đó, lỏng tay vậy đó. Rồi làm lại lần nữa ra. Đó, đứng lên luôn. Anh cứ tưởng tượng anh khi anh thích lên là cái khí nó đưa cái tay của anh đưa cho đầu. Đừng có dựa dạo nhiều quá, lên nhanh quá, khi thì lên nhanh quá, khi thì dừng. Đó, thì bởi vậy, tao mới kiểm tra cái bệnh hay quên mà.
Tôi đang cố tình tôi tập như vậy nên tôi kiểm tra cái hay quên mà, thấy chưa? Khi nào huynh vượt qua những cái đó là cái chứng đó nó phục hồi. Không cần suy nghĩ gì khác, rồi làm lại thử đi. Đó, lỏng, nắm, quay, đẩy lên. Rồi, huynh tập cho tôi cái bài này cho nó kỹ. Nhớ trước khi tập vậy trà lại cái này, nếu mà thấy quên. Rồi trà hai cái cảnh này. Quý vị biết tại sao tôi bắt trà chỗ này không? Đây là trường hợp là tôi chữa cho một danh tăng đó nha. Chứ không phải là tôi chữa người thường á. Cũng hên là đứa con gái ông bị bệnh mắt. Thì cô mới tới nói với tôi mới nói tôi không ngại chữa cho các bậc tu hành. Nhưng mà thường thường mình không có thì giờ. Do đó cho nên các ngài này cũng không có thì giả nữa. Thì rất là khó. Nếu có thì giả tôi tới tôi chỉ giờ. Thì cô nói con. Nó đi vậy được quá rồi, đẳng tới. Thì cái tay của ông á là dương. Nó là vậy nè. Cái tay khi em quơ lên là như vậy, hoặc là quơ lên nó như vậy, chứ nó không vô về được. Mà ông nói một hơi năm ba chữ thì được, mà nửa chừng ông dùng nó không nói được. Nó tắt cứng cái miệng. Thì tôi dùng cái cạnh ngón chân cái này nè, làm tỳ kinh. Mà tỳ kinh nếu nói theo Tây là Ben Raya, là tiếng tụy. Nó có nghĩa lý về cái ý gì hết á. Nhưng mà đối với Đông Hương á, cho cái này rất quan trọng. Là tỳ chủ ý. Tỳ chủ ý tức là nó nhiếp á, nó làm nó comment được cái bộ chỉ huy của cái não, là do nó cái tỳ kinh chứ không phải do mấy cái khác. À, còn cái thần á nó chủ cái ý chí, còn cái anh này nó chủ cái ý hướng. Cái tỳ mà khi bị đau nó rất nguy hiểm nha. Tôi đã có một ông bạn đã từng tới cây xanh, người ta để rất rõ ràng cái dòi đai ô đồ là cái màu xanh hơn bình thường là màu xanh là khác biệt rồi, cái dòi đút vô cái nan lỗ bình xăng cũng đã khác rồi, đút vô là nó dội vậy mà cứ ráng nhắm mắt nhắm mũi cứ bơm bơm cho tới trào bình xăng ra, dứt mình dòm lại ô mình bơm đi rồi cuối cùng đổ xăng có 50 thành 400 đồng, vậy khi có xe thô 250. Nó thô tới cái ra nó mới xúc bình xăng là 200 nữa. Thành tới cuối cùng đổ bình xăng trên 400 bạc. Cho nên cái ý thấy như vậy mà rất quan trọng nha. Cho nên mỗi ngày quý vị tập những cái tư thế này là tôi muốn giúp quý vị, nhắc quý vị về cái ý. Mà ý quý vị giữ được là cái quên nó sẽ giảm. Cho nên những động tác ở đây đưa ra toàn là chậm, từ từ, thoải mái và thông thả. Đó, rồi. Mà chỉ cho ông trà như vậy rồi ha. Thì ông vỗ tay nó vô. Mà buông ra 15 phút đi, vỗ chặt nữa. Lại trà nữa thì vỗ tay vô. Đó. Do đó cái nhớ đó ngày nay tôi chỉ cho huynh. Bây giờ huynh làm thử. Rồi cần cặp lại lần nữa thử cho hai cái eo bằng chân nó đi. Trà, trà vô nha. Ừ, từ ngoài vô. Theo cái đường ranh đó. Hay chỗ nào đau trà chỗ nó 7 lần. Còn trà 2-3 cái vậy mà nó không đau thì thôi. Đây nè, từ ngoài đường dài này đi vô nè. Không có đi đường ngắn, đường dài như vậy nè. Luôn luôn cái đi đường dài bao giờ nó cũng lợi á, nó êm. Cứ nhớ vậy, rồi. Đó, vậy thôi, rồi tới cái gì? Cho tới cái eo này, đừng đưa lên mắt cá. Còn kéo về là quên lên mắt cá, kéo ngang cong thế này. Đó, phía dưới thôi. Đó. Rồi mà quên nữa đó ha. Đừng có sợ gì, cái nắng bóp vậy nè. Kéo là nó là mình bóp ở chân mình vậy thôi. Không có gì quan trọng hết trơn, tự nhiên là nó vô. Rồi đổ chân này làm lại thử. Đó, cứ kéo theo và eo đó kéo vô. Cái bên nào đau thì làm nó 7 lần. Rồi. Rồi mình bỏ chân xuống mình làm thời bên này. Cũng chẳng vậy nó kéo được mày vô. Luôn luôn vậy mà. Cứ nhớ là từ đầu tới đứng tới chân. Rồi. Rồi bỏ tay ra đi. Làm lại thử cái thấy tập vô gối ra.
nhanh quá. Luôn luôn là chậm rãi, buông thả là dễ nhớ, mà hãy chú ý quá nhiều là căng. Từ từ. Anh vậy là chậm chút nữa là ok, cứ tiếp tục vậy đó mà chậm chút thôi. Ok, đó 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 rồi rồi cái thứ ba thứ hai đó đâu có sướng nữa. Rồi. Thì đúng rồi, bệnh là do hay quên là do nervous. Đúng rồi, nó nervous, đúng rồi. Ok, rồi thank you Quynh. Rồi, ráng. Không có đi. Rồi.